Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ ngày 9 tháng 4, tại ngã tư Mai Dịch, phường Mai Dịch, cầu giấy, Hà Nội, một nữ tài xế lái xe Mercedes Benz GLC 200 đã không làm chủ được tay lái và đâm liên hoàn vào nhiều xe máy. Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiếc ô tô Mercedes lưu thông từ đường Hồ Tùng Mậu đến nút giao Xuân Thủy Phạm Hùng, gần cầu vượt Mai Dịch thì bất ngờ vượt đèn đỏ rồi đâm vào hàng loạt người điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ sau đó chiếc xe đâm đổ một cột đèn đường và hàng rào tôn mới quay lại tại khu chợ sinh viên ở góc đường xuân thủy tại hiện trường chiếc mercedes bị lật nghiêng ba chiếc xe máy bị đâm nằm dọc đường với nhiều hư hỏng nghiêm trọng ba người điều khiển xe gắn máy cũng bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông phối hợp làm rõ nguyên nhân cảnh sát giao thông đã mời tài xế ô tô về trụ sở làm việc được biết nữ tài xế này 39 tuổi, trú tại phường Thành Công, Ba Đình. Đội cảnh sát giao thông số 6 hiện đã bàn giao sự việc cho công an quận Cầu Giấy điều tra.